Mới đây, nữ ca sĩ Bích Phương đã có đôi lời nhắn nhủ đến các fan của mình. Đó là kinh nghiệm đặc biệt mà cô đã đúc kết ra được khi mà đến nhà vệ sinh công cộng. Theo đó, nữ ca sĩ mới đây đã rút ra được chân lý khi đi vệ sinh ở nơi công cộng. Bích Phương viết, bí quyết sử dụng nhà vệ sinh công cộng. Bí quyết số 1, khi ta nhìn thấy nắp bồn cầu tự dưng có người lịch sự đậy lại, thì có nghĩa là nó thật sự đang cần phải được đậy lại và ta đừng bao giờ nên cố chấp mở nó lên. Bài đăng của giọng ca Đi Đu Đu Đi khiến fan dở khóc dở cười vì dường như ai cũng đã từng trải qua tình huống éo le như Bích Phương một lần trong đời. Nếu cứ cố chấp mở nắp bồn cầu ở nơi công cộng thì không khéo chúng ta sẽ phải nhận về cái kết đáng lòng, thậm chí là bữa ăn sau đó sẽ mất ngon. Ở phần bình luận, Bích Phương cũng hài hước tiết lộ, cũng gặp cảnh éo le rồi mới rút ra được sợi dây kinh nghiệm nên mới hô lên để mọi người khác không phải khổ giống mình. Không chỉ là nữ ca sĩ nổi tiếng với nhiều bản hit, Bích Phương còn được fan ví như vựa muối, cây hài mỗi lần quăng miếng lên mạng xã hội. Cô nàng thường chia sẻ bài đăng ngắn gọn nhưng đầy hài hước, ngây ngô nhưng không hề vô lý. Đó là lý do mà những chia sẻ của Bích Phương luôn nhận về lượt like và lượt tương tác cực kỳ khủng. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về những chia sẻ của Bích Phương? Hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình biết nhé!